Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Giá Chỉ Thiên ở khu vực Cồn Trong Mai các bạn. Thì cũng như mọi khi thì hôm nay em sẽ tiếp tục quay và chia sẻ cho quý chị và các bạn mình cùng tham khảo Giá Chỉ Thiên ở khu vực Cồn Trong Mai. Thì mọi cùng tham khảo và cũng như là biết giá ở đây để tiện cho việc buôn bán. Thì cũng như hàng ngày kênh em sẽ cố gắng tranh thủ và cập nhật giá sớm nhất để cho quý chị và các bạn mình cùng tham khảo. Thì cũng mong quý anh chị và các bạn nào có xem video có bán ớt hay là có biết giá đâu rồi vui lòng bình luận bên dưới video ha, để mọi người xem video sau có thấy biết và tham khảo giá từng nơi nha các bạn. Kênh em là chủ yếu thì quay thực tế để cho quý anh chị và các bạn mình cùng tham khảo giá thực tế tại vườn luôn, để mọi người xem và tham khảo để tiện cho việc buôn bán. Quay trở lại tình hình giá Chỉ Thiên, hôm nay là ngày 10 tháng 5 năm 2023. Thương lái ở đây có mua và trả giá ớt tại khu vực Cồn Châu Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp. Thì với giá Chỉ Thiên, giá dao động tầm khoảng từ 16.000 cho đến 24.000 đồng trên ký nha các bạn. Thì cụ thể thì đối với hàng ớt chợ thì thương lái mua ở đây với giá dao động tầm khoảng từ 16.000 cho đến 19.000 đồng trên ký. Còn đối với hàng ớt xuất khẩu thì giá dao động tầm khoảng từ 20 cho đến 24.000 đồng trên ký nha các bạn. Cụ thể thì em chỉ quay và chia sẻ cho quý anh chị và các bạn mình cùng tham khảo giá Chỉ Thiên ở tại khu vực Cồn Châu Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp để mọi người cùng tham khảo giá cả ớt ở đây nha. Thì cũng mong quý anh chị và các bạn nào có xem video có bán ớt hay là có biết giá ở đâu thì cũng vui lòng bình luận bên dưới video ha, để mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo giá từng nơi nha các bạn. Của video thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem video, chúc tất cả các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.